chiều 28 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng liên quan đến vụ hai xe khách đánh võng chèn ép nhau trên cao tốc Hà Nội Thái Nguyên. Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Nguyên quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với chủ xe và tài xế xe khách. Các đối tượng này bị khởi tố theo khoản 1, điều 318 Bộ luật hình sự. Các bị can gồm Phạm Văn Thái sinh năm 1982, trú phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, là chủ xe của nhà xe Thái Đạt chạy tuyến Bắc Cạn, Nam Định. Lâm Văn Thảo sinh năm 1987, trú phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn, là lái xe của nhà xe Thái Đạt, người trực tiếp điều khiển ô tô khách mang biển số 18B01808. Nguyễn Văn Huy sinh năm 1983, trú xã Nam Lợi, huyện Trực Nam, tỉnh Nam Định, là lái xe ô tô biển số 17B02216 chạy tuyến Định Hóa, Tuyên Quang đi Tiền Hải, Thái Bình. Trước đó ngày 21 tháng 7, trên cao tốc Hà Nội Thái Nguyên xuất hiện hai xe khách biển số tỉnh Thái Bình và Nam Định có hành vi lạng lách đánh võng gây mất trật tự an toàn giao thông. Hai xe này đã nhiều lần tìm cách vượt lấn nhau, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác đi cùng chiều. Ngày 22 tháng 7, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4, cục cảnh sát giao thông đã tiến hành xác minh thông tin, mời những người liên quan đến trụ sở để giải quyết vụ việc. Tại buổi làm việc, đội đã lập hồ sơ, bàn giao tài liệu liên quan cũng như người và phương tiện cho công an thành phố Thái Nguyên xử lý.